Hello mọi người, hôm nay ở Hà Nội đang mưa các bạn ạ. Đấy, đây, chiếc xe chúng ta đây. Mưa to quá. Đóng cửa ghê. Tòa nhà cao. Sun Nico. Được không nhút, đang lay hoay nè. Cái cục người ta bảo không sửa được cả. Toi rồi, sửa không sửa được cái này. Đang định sửa đấy, đem con đấy về nhà lắp cho. Tức là lắp một con đấy vào đây thì mình sẽ con mới mua kia sẽ để cho con ở nhà. Con này mang đi mà người ta đấu điện không được. Người ta đấu thì mình đấu. Mày ý là mang sang người ta chập cho không được, thế mình về mình tự đấu nè. Nhưng mà cũng không được. Đấu đầu trực tiếp vào da le này không được. Cho chân lên. Đợt trước thì chỉ cần đấu chân này mới lại cắm vào đây là được, mà đợt này toai hết rồi. Mình con này nhốn IC kìa, thế là mình đấu tự đấu ấy, nó nhiều quá. Điện chứ chạy đấy. Người thợ nó bảo vậy. Chắc vậy. Con này là vừa mới lắp vào nhưng nó không hoạt động nhá. Nó lên Hà Nội mà nó hỏng bẻ lái bẻ sắt hết gãy hết tay mà không lái được, nặng quá. Ủa đây con IC thì sao? Con mới thì sao? Mới là mất tiền. Giống như con cú không? Giống. Con này nó cũng má thôi nhưng mà có vẻ con này nó bé hơn con này. Không bé đâu. Đây đi, ngắn hơn đây thế. Ngắn hơn thì có được. Đấy. Đâu, ngắn hơn. Ngắn hơn bé hơn. Mấy con này liệu có khỏe không nhỉ? Nó bé vậy thì. Yeah. Con nó to rồi cơ mà. Không phải ai không là do motor chứ chú. Quan trọng là nó gì chú, nó cấp lệnh. Phải ai không là do motor chứ. Nó cấp lệnh cho motor đâu thôi. Vậy tế tưởng là con nào càng to nó càng khỏe. Dạ. Ê, đồ điều khiển hay là con này thông minh hơn con này? Ừ, chắc là dài hơn nó thông minh hơn. Nhưng mà hôm qua ở chỗ đấy là người ta kiểm tra là con này nó có hoạt động tạch tạch rồi. Nặng vậy. Đây là hệ thống gọi là gì nhỉ? Cấp lệnh cho motor trợ lái phải không? Hộp điều khiển hộp đen đấy. Cái này cắm vào thử xem có được không chứ. Cái này hôm nọ là nó cái dơ le này mình đấu, tức là cấp điện vào đây là không, tiếng dơ le nó không đóng. Cháy dơ le rồi. Thế là cho cấp trực tiếp sang dơ le thì lại chỉ thấy đóng điện dơ le, còn điện nguồn cấp vào đây không có. Ý là cái điện trên quá trình quãng đường của nó đến dơ le là bị cháy một cháy với con nào đó rồi. Nó bị ngắt ở đâu ấy. Có anh ấy bảo là đây của mình bị nổ nhưng biết có phải không. Đây này. Đây. Nổ con đấy. Ừ, con IC này. Chắc bị nổ rồi. Chắc bị nổ rồi. Thế là toay luôn một cục này. Mua mới này là 1,5 triệu nhỉ? 1,5 triệu. 1,5 triệu đấy các bạn. Đây là phần trợ lái điện nhá. Như hôm các bạn thấy bọn mình lên đây là 1,4 triệu 80. Xin được 20. Rồi bớt ra hàng 20. 1,4 triệu 20. À 1,4 triệu 80 cái quên. Hôm đi lên đây là con xe này bọn mình phải vần bằng tay đấy. Các bạn theo dõi video thì thấy nó rất là nặng. Nên là đây là nó do nó hỏng con này này. Thì hôm nay là vừa ở chợ trời mua cái đồ này đấy. Vất vả kinh nhỉ. Cơ sẽ lắp vào xem nó có ổn hay không. Thì để hôm làm xong nội thất thì chúng ta có chiếc xe nó lăn bánh nhẹ nhàng được đấy chú nhỉ. Các anh bên này vẫn đang tiến hành làm đây, còn phòng ghế lắp thử qua xem. Đây, chú lắp này. Phòng ghế này hôm qua còn phải vần bằng tay nặng trịch luôn, nhưng mà vần tại chỗ thì cũng nặng thật đấy. Bánh này hôm đấy là đi vào cái bọng nước thì nó bẩn nhá, hôm nào làm xong mình sẽ phải vệ sinh lại nữa cơ. Phần nội thất thì hôm nay mình đang chưa tiết lộ được, tại vì chưa khâu trong các góc cạnh này. Màu thì cho vào rồi nhưng mà chưa khâu trong các góc cạnh, mà cho tiết lộ ra thì nó sẽ không hay. Nên là bọn mình chỉ quay vlog nói chuyện mọi người, cập nhật những cái tình hình mà mình đã có được. Nhiều anh em thắc mắc ở video trước là nó quá nặng, không có trợ lái, hệ thống trợ lái không hoạt động. Thì ngày hôm nay bọn mình đang khắc phục nhé. Thì hy vọng là con IC này nó form được hơi tí hơn, phóng hơi tí hơn so với con IC hôm trước. Nhưng mà hy vọng là cái rác kia kìa nó cũng khá là khớp với lại cái bộ cấp nguồn của chúng ta. Hy vọng là cái này nó sẽ hoạt động ấy. Còn cáo hàng kim. Đúng như cao vậy, tài dài mình nhỉ. Đồ CNC à. Không có ai
đồ CNC đấy, tí nó sẽ khui cho anh em xem. Nếu mà điện nó mà ok cái này, cái bánh bánh này nó sẽ lăn lăn. Nhớ ra điện đâu, nhớ đâu. Dạ. Điện đã gì đâu. Qua này cấp điện nào đâu chứ này. Nó kêu chưa? Rồi. Đây, điện ở đây. Đây à. Đó. Đây này. Đây có điện rồi đi. Đấy, 120 đây, 120 đây này. 120 đây. Đây đây này. Rồi. Đây được đấy. Nghe bên đây, nghe tiếng. Cứ cái cấp điện đi. Đấy, tôi nghe tiếng thì phải trong bên kia chứ. Để cháu tiếng bên này mà. Hôm qua gửi cho Sơn, họ Sơn gửi cho em chung không nhỉ? Được chưa? Đây có tiếng. Một tiếng à? Nhưng mà anh gọi bên Sơn chưa? Có một tiếng thôi. Đấy. Một tiếng thôi chứ nhỉ? Nhưng cái cũ mình có 2 tiếng mà. Cái này có 2 tiếng cơ. Có được không? Ôi đèn pha sáng quắc luôn. Cái này có 2 tiếng mà chú. Ơ nhưng mà mình thử vần vần máy xem đồ tí. Con này mà. Chú vần thử xem nào. Có một tiếng vậy thì cháu nghi nó hơi bị lạ lạ nhỉ. Nhẹ lắm à. Ôi ổn không? À, chú vần. Chú vần thử chưa? Vần thôi à? Chưa lắp vô lăng. Vô lăng đang đi. Mang đi làm rồi. Vô lăng đang đi đổ ok cầm luôn. Wow. Quả này ngon đấy. Hả? Chắc chưa nào? Tại vì nó đứng một chỗ. Ồ nhẹ luôn. Nhẹ tênh mà. Tại vì không có vô lăng thì nhìn nó hơi bị gì đó. Ồ. Chú mạnh hết. Chú xoay nữa đi. Nó đánh có một cái bên này vẫn nặng hơn. Nếu mà nó đánh hai cái bé. Thế là nó nhiều đi không đi. Không. Đánh bên này nặng rồi. Nặng hơn trước. Nếu mà nó đánh hai cái. Nghĩa là nó cũng nhẹ nhưng mà nó không trôi như bên đây đấy. Bên đây trôi nhẹ tênh mà. Đúng không? Ừ, nhẹ thật. Đặc biệt là cái này nó có hai cấp lệnh. Cái này nó tạch tạch hai bát mà. Đúng. Cú này này. Bên nặng nhẹ luôn. Bên này nhẹ đi. Nói chung là nhẹ hơn là cái lúc cũng lắp rồi. Nhẹ hơn nhiều chứ. Nó cấp lệnh cho hai bên nào ok rồi. Rồi mình lắp vô lăng ở đứa này với lại đi nó sẽ khác hơn là xe đậu tại chỗ này. Ừ. Nghe mình đi gì còn hết. Chú vặn đi, chú vặn cho cháu xem tình hình luôn. Chú bà khi đó không nên vặn nhiều. Vặn này chú ơi. Vặn này chú ơi, sợ gì. Mình đang kiểm tra mà. Chứ không phải là mình chơi đâu. Đó, trông nó ngon đấy. Ủa nám ấy gì. Đấy, ngon hẳn luôn. Bây giờ làm xong món này bọn mình sẽ thay phanh nhé, theo ý kiến của nhiều anh em nhé, sẽ thay phanh. Tại vì bọn mình nhiều khi bọn mình bận quá không trả lời được comment đâu, nhưng thực ra bọn mình cái lúc lại cái tối đấy. Thế là khi làm xong là mọi người vẫn đọc lại bình luận đấy. Thì bọn nhờ cái đầu xe này làm xong bọn mình sẽ thay phanh, cũng như là một số cái vấn đề như kiểu sẽ sơn phần khung gầm các bạn, tức là sơn lại phần lót gầm ấy, sẽ lót lại gầm để cho nó tránh bị han rỉ. Còn hệ thống giảm sóc thì nó khá là ok rồi các bạn nhé. Vệ sinh máy thì bọn mình nói chung là vệ sinh máy thì cũng khá là gọn gàng rồi. Cái phần động cơ chỉ còn phần điện đóm ở phần khoa nội thất này, liên quan phần nội thất mà, thì làm xong rồi cũng sẽ chạy dây gọn gàng. Cũng như là vắt vít đi chú. Những cái yếu tố nào chưa hợp lý thì mình sẽ cố gắng khắc phục nhé. Còn phần giảm sóc các thứ rồi hệ thống treo thì anh em theo dõi bọn mình thì biết là cái nguyên lý của nó cũng khá là ok mà mình sử dụng sóc ok. Chủ yếu là cái phần dây điện ở phần khoa lái nó tích hợp nhiều cái chức năng ấy, nên là mình khi làm xong nội thất thì mình sẽ làm gọn gàng lại hết có thể các bạn ạ. Nói chung là còn rất nhiều có hạng mục công việc để chúng ta cần phải hoàn thiện.
như các bạn thấy đây, bên cạnh đây là mọi người đang tiến hành làm phần ghế. Thì đối với ghế của mình ấy, nó phải thay đổi hoàn toàn form các bạn ạ. Như kìa, bạn nhìn thấy chưa, cái form cũ của nó không được chuẩn giống với ghế zin. Vì các anh ở Samarka này đang cố gắng là muốn cái sản phẩm của mình ấy nó được giống zin nhất có thể đấy. Các anh hỗ trợ cũng như là khắc phục lại khá là nhiều những cái điểm nó chưa phù hợp, nên là thời gian nó có thể nó sẽ chậm hơn một chút. Nhưng mà tại vì các anh cũng bảo là anh cũng muốn là cái sản phẩm nó được gọi là hết khả năng của mọi người đấy, được đẹp nhất có thể các bạn nhé. Nên là hy vọng mọi người ủng hộ chúng mình, ủng hộ tem Smartcar. Về phần khó nhất là cái phần này này, tí mình sẽ nói qua về phần này. Phần này khó nhất là lên phương án cả hai bên là thấy rất là khó, đó là phần táp ly. Thưa chú, hôm nay là vậy là có trợ lái điện các bạn nhé. Có trợ lái điện ngon đấy, xịn đấy. Bắt vít vào. Hôm qua là mình vừa mang thêm cả cái phần chụp đồng hồ này đi nhúng carbon rồi các bạn nhé. Tức là hôm trước là mang có vô lăng với lại phần nắp bình xăng thôi. Hôm nay thì đem thêm vào phần ở cụm đồng hồ này đi rồi. Tức là cái vụ ghế này em phải đắp thêm ra ngoài này à? Nó đang bị thiếu. Nó thiếu á? Nó ngắn quá. Nó ngắn vậy thì nó ảnh hưởng gì cái phò form của ghế này? Hay là nó sao? Ngắn quá là nhìn cái ghế nó không đồng đều. Mấy cái dựa mấy cái nạn nó không cân đối. Thế nào hôm nay mình đắp thêm ra vậy? Ô cái này thì mình đắp cao lên vậy à? Không, tí còn quạt nó xuống. Quạt nó xuống. Còn chỉnh sửa mấy lần nữa mới được. Cái form nó ghế hiện tại thì nó đã khác xa cái form ghế lúc đầu của anh em nhỉ? Đúng. Chờ cái phần lưng lên em thấy ấn tượng này. Lúc đầu mà em ngắn, bây giờ đắp cái nệm cho nó cân đối với cái phần dựa đấy. Cái phần dựa cái đẹp. Yeah. Còn đây là chắc anh phát thảo cái phần này là mình sẽ đắp chi tiết nó phải không anh? Quả chám cũng như là đường vân nó đây. Mày ghế nó ôm form mọi người hơn rồi đấy. Ôm rồi. Dựa lên thôi. Woo. Nó nợ. Cái hình người béo béo ôm mới sướng anh ạ. Cũng hơi gầy. Khó nhất là em nghĩ là cái phần tạo khuôn này. Một đấy. Ô nhưng mà hôm nay cái có cả cái mic à? Mọi ngày có thu được âm không? Quá. Hôm nay trời lạnh. Hôm nay trời lạnh. Mặc cái bên trong hả? À, cũng mặc nhá. Đấy các bạn nhé. Này nhưng hôm nay do lạnh quá đâm ra mình mặc áo khêu áo khoác. Hôm nay Hà Nội lạnh lắm các bạn ạ. Quy lệ hôm nay là đồng bộ hết rồi. Đúng rồi. Yeah. Chính xác rồi. Vậy là mình mua cái đấy là ok rồi chứ nhỉ? Bạn có bạn có lấy áo của Nhất đi mặc không? Có mà anh em tặng mình cái. Bọn em cũng có áo ấy. Lần trước bọn em cũng có mấy cái áo nhưng mà mỗi tội thôi. Lâu ngày không mặc. Mấy đứa phải in lại, mấy đứa phải thiết kế lại mấy màu áo đẹp đẹp. Đây anh em nào làm nghề thiết kế trong video này thì liên hệ với mình. Để mình hợp tác làm một ít quần áo cho cả nhóm mặc chứ.
Vậy thì nếu mà anh làm kiểu này thì ví dụ những cái form ghế nào mình cũng có thể làm được cái gì? Như kiểu như bọn em ấy chế ra hình chứ không phải là mình chỉ bọc theo cái form ghế có sẵn thì nhỉ? Tôi nghe tiếng nói bọc được tí. Tắt nghiệp. Cái này không còn tác dụng nữa hả? Cắt gì hả? Bạn chế nói chú nha. Ok chú cứ cắt đi. Được chưa? Cắt nha. Máy này là nó zoom mặt anh. Sao mày lại quay mặt thế? Thôi. Chưa mới là nó chưa ăn sáng. Chưa nào ăn sáng. Bật. Nó tưởng nó bò ra đám nơi rồi. Thì sao làm tí âm thanh nghe cho đỡ buồn. À, nhưng mà một cái vừa rồi mà shipper đem đến ấy là phần Mika đấy này anh. Mika trong Sài Gòn là CNC đó. Hay là mình có xem một cái ghế luôn không anh? Được chứ, em bảo xem được không? Đâu rồi anh? Để cái nắp này ra. Đấy. Chú lợi, em anh lực đi, em anh lực cuối này ra xem thử đi. Ôi, nó là Mika hả anh? Mình chúng ta sẽ khui thử ra xem nó là cái như thế nào. Mika. Cái CNC. CNC cho nó oách nhỉ. Ừ. Mika bánh tây mà anh. Mika. Không. Còn có tên nữa thôi anh. Yeah. Ai ca? Nghiện ca. Hoặc là đại ca. Coca. Coca. Nhiều ca. Được lên đi. Ok. Đây sẽ là cái chất CNC trong Sài Gòn. Vừa về luôn. Vừa về luôn. Chúng ta cái chú cắt đấy. Đồ còn nóng này. Đồ còn nóng mình phải khui luôn cho nó. Cho nó đỡ nguội. Xem có được không nhỉ. CNC chi tiết ở giữa của phần yên ngựa các bạn nhé. Chắc là có cả phần logo luôn đấy chứ nhỉ. Chữ B đấy. Đẹp quá luôn. Cứ phải đại ca Thanh mới biết. Có lợi với khối lượng doanh nghiệp đấy. Có cái gì cắt không? Ôi, nhìn thấy nhá, lộ nhá. Rồi thấy lộ rồi đấy. Thế quay đi nhá. Mọi người banh hai bên đi. Để cho máy quay luồn vào. Đấy, lịch bên này, lịch bên này. Xuống lại bên kia. Nhớ là luồn vào nhớ là. Ui các bạn ơi. Đi rồi đi, đợi em đi. Lại chỗ đi. Ui chú giày vé. Đâu? Về cái gì? Đây này. Cháu phân. Cái này là cái ở đâu ấy? Đây là cái vỏ bên ngoài, bỏ đi thôi. À, bỏ bên ngoài, bỏ đi à. Nhưng đẹp thế. Ui, nhìn nó gắt CNC nó khác nhỉ. Nhìn nó chuyên nghiệp hẳn luôn nhỉ. Đều tay đâu để máy móc. Này, em tí nhá. Thì em cái này lệch rồi nè. Đâu anh ơi? Này uốn lại đó. Uốn lại được nhỉ? Nó nóng mà uốn được nhau đó hả? Đâu? Cái bị mấy cái? Hai cái. Này
Nhéo à? Cái này là do khi người ta nó đang nóng cho nó ấy. À, cái này uống đang được. Nóng nhưng mà nó bị rồi nóng ấn lại. Rồi nóng ấn lại thôi. Rồi nóng ấn lại được. Anh cho chữ B rồi. Quý. Này nọ hết nhỉ. Không biết quần lợn này nó ở đâu. Rồi cho lại. Hơi to đi xem cái gì. Hơi to đó. Hơi to. Ồ, cắt to hơn một chút. Cái này vừa. Chữ B rán nào? Rán đây, rán đâu, rán đây. Ở trên đấy. Rán đuôi anh ạ. Cái này cũng hơi to. À cái này vừa này. Cái kia anh thấy được không? Có vừa không? Hơi to hơn mấy mi. To mấy ly á. Chắc chắn là to hơn rồi. Cái đấy nó chỉ cần to hơn cái này một tí là vừa đẹp đi. Đúng không? Em bảo nó to hơn ít thôi. Nó cắt gọn to khủng. Hơi to à nhỉ? Quá khủng. Mấy này là dẻo rồi. Ồ đấy là mấy cái mica. Mica kia trong trong kia ở giữa kìa. Cái mica ở giữa thì nó có dày không chú? Lỗi rồi. 3 ly. 2 ly rưỡi. Ủa cái này thì đẹp này chứ nhỉ? Mấy tấm này đẹp này. Cái này mấy tấm này ở giữa, đến ngựa đi. Cái này ở trên mũi, trên kính xe. Kính xe. Cái này yên gửi này các bạn ơi. Yên gửi. Yên gửi ông ta này có mấy cái lỗ này. Bạn gửi cái tổ này nhé. Cái này nó mài đi tí. Nó nổi không được mà, vẫn cận, vẫn cộ mà. Ý là kính vẫn rộng mà, thoải mái mà. Tôi ý để mài nó rộng đều tí. À ừ. Nào chưa ấy được chiều. Cái này là ở cánh cửa. Ôi. Có cái này to phải không? Hai cái này to quá. Lắp không có vừa. Chú thử lắp xem nào. Rồi rồi, cái này bổ không xác định chuẩn thì không biết nhá, là để mình bổ mình biết cẩn thận. To quá. To quá rồi. Mà cái này không phải của làm bé là được chứ gì? Giờ cái trong cầm bé của làm bé rồi. Làm bé rồi. Làm vẽ cái cốt nó được. À ừ, được mình luồn nó vào đây nhỉ. Yeah. Luồn hai đầu vào đấy, luồn hai đầu vào được. Cắt bớt đây, cắt bớt trên này để nó cân đi đã. Cắt đây một tí, cắt đây một tí, xong mình giật nó vào. Bây giờ hiện tại thì nó đang vướng trên đây luôn, nguy hiểm nhỉ. Này nó lắp đầy đủ vào CNC đấy, tại vì cái này hôm đấy mình không có kích thước chuẩn cho người ta, thấy không? Mình chỉ bảo là mình chỉ làm to hơn so với lại cái to hơn so với so mấy cái kia thôi. Mình chỉ bảo to hơn so với cái chữ B ở phần vô lăng mọi người ạ. Đấy là người ta không biết là to hơn, là to hơn mức độ nào. Nên là cái này lỗi là lỗi do bên mình. Nhưng mà cái này chắc vẫn xử lý được. Meca poly. Poly phải không? Poly nó gãy nhưng mà poly nó đỡ hơn. Như poly, đây là poly chứ nhỉ? Đây mới là meca. Meca nó kiểu này. Đây mới là meca này. Cái này poly ở nhà mình cũng có poly mà. Ờ thì nó dẻo hơn. Thì mình biết rồi. Ờ, nhìn cái đấy. Đấy. Nhựa poly đấy. Mài đi nữa xong rồi mài góc mép đi. Cái này là cắt nhầm nữa. Rồi. Cái này không phải là cắt nhầm. Không phải là cắt nhầm mà cái mẫu nó bừng cái mút dép đấy vào nó quẹo đi là ông ấy cắt theo vợ ơi. Rồi mình mẫu mình là mút sụp mút xốp mà. Đúng rồi. Nó mất đi cái chủ thể đi. Chủ thể. Cái gì xảy đi xảy lên là được. Xảy là được. Được mà, cái được cái thì dễ. Biến dạng chủ thể. Cái to này phải fix lại thì hơi khó một chút này. Thì ép ra đi. Ép về nó thì xảy được mà. Anh nhỉ, gãy đấy. Ừ, ép vào một tí là được. Nhưng mà được gì, nó đang cứng. Xấy cái nhẹ qua là được, để gọn không gãy hết. Mica là gãy đấy. Được đấy, mình lại khui, mình lại cắt lên thôi. Đẹp nhỉ. Khui ra lại bọc nó. Khui ra mới biết được nó to. Quay đâu, đây người ta gặp hai miếng mica mà với nhau thành, xong người ta mới cắt mà. Vẹn. Đây là hai miếng mica, chứ không bao giờ có một miếng mà đâu. Đâu. Thật. Ta đâu. Cắt thì cực tiết. Tiền không? Cái này thì mấy miếng? Cược. Cái này thì mấy miếng? Chú thích cược bao nhiêu? Mica có loại dày như vậy ấy chú ạ. Có loại dày nhưng mà đây là 2 miếng thôi. Chú thích cược bao nhiêu? Nhưng tại sao người ta phải gặp vào làm gì? Gặp vào nó sẽ thiếu miếng. 2 miếng này nè. Chú thích cược bao nhiêu? Nhiều.
nếu chú thích lắm mẹ của châu Âu. Đây là hai miếng này, mảnh này với mảnh này như nhau phải không? Thích cược bao nhiêu? Ngược không? Cược bao nhiêu? Tại vì Mika người ta có sai thì người ta chống lên hai miếng làm gì, nó sẽ bị cứ không liền mạch ấy. Mika sai này bình thường mà. Những cái tấm này thì một miếng hết. Những cái tấm kia thì chưa xem cho biết. Mảnh này hết. Nè. Hai miếng thì bóc cái. Ừ. Ô miếng này nó. Ồ, cái này có đường nét. Ủa? Ở giữa này. Ờ, cái này miếng này là miếng gì? Cái okay. Có đường nét ở giữa này như kiểu lỗi nhỉ. Yeah. Chú nhỉ. Nó bóc tách đi. Mỗi tấm này vậy thôi. Tấm kia nó khác. Không ai vào nhưng khả năng vào nhiệt nóng nó khác đi đấy, chứ còn nó cắt một liền là cắt đất đôi ra là nó liền trống liền mạch luôn. Đây là hai miếng MK vào với nhóm. Chúng về. Cắt lên nữa người nó vỡ gãy là ốm. Nó cắt CNC đẹp nhỉ. Cái chi tiết sắc nét nhỉ. Khác mình cắt tay nhỉ. Anh Thanh ạ. Chuẩn lên cắt tay đấy nhỉ. Có hay là mua cái máy CNC về anh nhỉ. Chuẩn không? Chuẩn. Máy móc làm cũng là chuẩn hơn mình. Máy móc làm cũng khác người nhỉ. Trên đây có mà. Qua chỗ mà mình vào nó nhằm mèo mèo đấy, có CNC nhỉ. Có anh ạ. Ngoài có nhưng nó không cắt mấy cái mẻ linh tinh đấy. Ý là cắt cái bé bé rồi biết nó cắt không ạ? Nó cắt chuyên đèn thôi. Ở đây người ta chỉ cắt chuyên đèn nghề của người ta thôi. Đấy. Chắc là hôm nay là cái shop mình thì buổi sáng là xong với anh nhỉ. Phải không? Hôm nay là hoàn thành chiều làm mẫu. Chiều làm mẫu để lên ra phải không? Xịn xò đấy anh em ạ. Đội kia vẫn đang bị Mika. Đấy. Nói chung là chúng ta hôm nay vừa hoàn thiện được cái phần lái nhá. Nhiều anh em thắc mắc là cái hệ thống lái của mình hơi nặng thì hôm nay bọn mình đã được cải thiện. Đấy, vừa rồi là bọn mình có chia sẻ với anh em rồi. Cũng như là vừa rồi thì shipper cũng đem cái mấy cái chi tiết CNC từ trong Sài Gòn ra. Mình sẽ phải chỉnh sửa một chút. Và phần ghế chúng ta ngày hôm nay là như thế này nhá. Đã là ấn tượng rồi. Mình táp ly thôi. Cả xe chỉ có phần táp ly là mình phải lên kế hoạch với các bạn ạ. Nên là mình có kế hoạch thì mình sẽ thông báo với các bạn. Mày kia, okay. Mới là vấn đề. Đúng rồi. Mai thì mai. Đắn bừa mà thôi. Sao đắn bừa? Không đắn bừa được chứ. Mình phải nghiên cứu cái phương án làm sao nó hợp lý nhất có thể. Anh Thanh đau đầu mấy hôm về cái tắp ly thì anh đã có cái phương án này chưa anh Thanh? Có phương án rồi. Có phương án rồi à? À. Này nói lại anh Thanh. Hôm nay cả tháng tư nhá. Thôi em hơi nghi nghi cái câu có phương án rồi của anh đấy. Giờ đấy gì? Hôm nay cả tháng tư. Em lực tỏ tình ai tỏ tình đi. Ok mọi người nhá. Đây là cả tháng tư. Được thì ngon, không được thì không giận thì không xấu hổ. Chắc là có lẽ mình xin kết thúc clip ở đây. Vừa rồi mình những gì ngày hôm nay bọn mình đang chuẩn bị cũng như là đã tiến hành thì mình sẽ thông báo mọi người rồi nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình. Nhớ đăng ký kênh cũng như là để ý kiến của anh em với phần bình luận của video này. Và cùng chờ đợi sản phẩm của anh em Smart Guy nhé. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại clip tiếp theo.